nên không dám làm việc gì. Hai anh là đọc khán giả. Đúng rồi. Nên cũng đang hồi hộp đi. Trong lúc mà anh quay phim anh có lên đoàn thăm vợ anh? Có, anh có lên một lần, con anh lên. Anh đọc khán giả vai diễn lần này của vợ anh. Mà sao mà nói vai diễn lần này của diễn thì anh cũng không có biết gì nhiều. Chỉ biết là vai bà kế có hơi bị ác à, cho nên hôm nay tới đây để coi là bà ác cỡ nào đây. Đương nhiên thì ngày hôm nay là ngày trọng đại của bộ phim Cám. Và bản thân chị cũng là một thành viên trong bộ phim này. Thì hy vọng là bộ phim sẽ đem tới những cái cảm hứng tuyệt vời cho quý vị khán giả và sẽ là một phim đáng coi trong năm 2024 này. Thực sự mà nói thì tư vấn thì cũng không nhiều đâu. Đây là sinh viên cũng là một diễn viên chuyên nghiệp rồi. Vợ chồng Thành khi mà nhận vai diễn thì cũng đều trao đổi với nhau, nhưng mà mình chỉ góp ý qua lại thôi, chứ còn mà để mà chỉ dẫn nhiều thì không có. Bản thân Diễm là một diễn viên chuyên nghiệp thì Diễm biết cách diễn như thế nào để cho phù hợp với vai diễn của mình. Nó rất bình thường lắm em. Tại vì hầu như là rất là nhiều phim Thành và Diễm đóng khác với nhau. Thành cũng có những bạn diễn khác, Diễm cũng có những bạn diễn khác. Cái đó là tính chất công việc rồi, cho nên hầu như những chuyện đó là rất là bình thường. Cái nào nó cũng có một cái hay của nó đi. Bản thân Thành thì thích đóng với Diễm hơn, tại vì hai vợ chồng đóng chung với nhau thì có thời gian ở gần bên nhau, rồi ngày nghỉ thì hai đứa cũng được nghỉ ở nhà chăm con, phụng con. Còn nếu mà đi đóng riêng với nhau á thì cái lịch hai đứa lại không có trùng với nhau. Cái cũng treo treo nghe nha, có lúc Thành bận, có lúc Diễm bận thì hai vợ chồng không có thời gian nhiều dành cho bên nhau. Trước ba mẹ anh lên từ lúc mới sanh bé bảo bảo, cho nên thời gian mà hai vợ chồng đi làm thì ba mẹ của anh thì chăm con hết, cho nên hai vợ chồng mới có thể yên tâm để mà đi làm việc bên ngoài. Chứ bây giờ sợ mà nói giao cho người ngoài thì cũng được, nhưng mà mình không có an tâm, giao cho ông bà vẫn là hay hơn, tốt nhất. Không có đâu, cái đó phải nói là ngược lại, đó là rất là hãnh diện nữa. Rất là hãnh diện khi vợ mình có góp mặt trong bộ phim, có thể gọi là một phim đáng nói nhất trong năm 2024 này, và được mọi người, được giới truyền thông quan tâm tới nhiều, thì đó là một điều mình hãnh diện, vinh dự cho một người chồng mình đối với mình. Bình thường thôi, nghệ sĩ mà, nghệ sĩ thì không thể nào mà tránh được những cái tin đồn hết. Cái quan trọng là mình có thể mình cùng nhau, mình vượt qua tất cả mọi cái đó là điều quan trọng. Không, thật sự mà nói thì cũng không có nói gì nhiều đâu, tại vì trong nghệ sĩ mà thị phi thì cũng khá là nhiều. Cái quan trọng là mình hiểu, mình biết với nhau là được rồi. Có kế hoạch mà kiểu sinh em bé cho... Sinh em bé thì chắc chắn là phải 1-2 năm nữa, chứ hiện tại bây giờ là công việc của Diễm đang thuận lợi, đang tốt. Thành cũng không muốn để cho Diễm phải mất thời gian thêm vài năm để mà sinh con, phí đi cái tuổi nghề. Để khi nào mà Diễm muốn sanh thì được sanh, con cái là trời cho mà. Rồi, khi mình kết hôn rồi thì mình càng chín chắn hơn, mình càng trải đời nhiều hơn, và cái kinh nghiệm sống vợ chồng nó tích lũy nhiều, và nó làm cho mình có những cái kinh nghiệm diễn xuất nhiều hơn, dày dặn hơn. Có làm gì làm vẫn phải nghĩ tới gia đình. Ví dụ mà đi phim mà bận cái nào bận thì có thời gian rảnh vẫn phải dành cho gia đình, chứ không phải là đi phim xong mình có thời gian rảnh rồi cái đi chơi hay là làm những công việc riêng tư. Thời gian rảnh là dành cho gia đình, tại vì thời gian rảnh của Thành với Diễm nó không có được nhiều, cho nên hầu như là tận dụng tất cả mọi thời gian rảnh cho gia đình hết. Không, bản thân Thành với Diễm là những diễn viên chuyên nghiệp rồi, cho nên mình hiểu đó là tính chất công việc. Trên phim trường thì Thành rất là hoạt náo, mình rất là vui vẻ hòa đồng với tất cả các bạn quan diễn. Đấy gì để mình tạo một cái cảm giác gần gũi, mình tạo một cái sự gần gũi bên nhau, để mình khi mình lên mình diễn mình không có bị ngại, mình không có bị sượng. Đó là một cái quan trọng nhất. Chứ mà để mà ngại lên phim thì mình khó diễn lắm. Mấy giờ làm cái kiểu một ngày? Anh thấy bình thường thôi, tại bản thân anh thật sự mà nói anh cũng không có xài gì nhiều hết. Có tiền đổ xăng đi quay, rồi có tiền uống cà phê, còn ăn là ăn cơm đoàn rồi. Cho nên hầu như là một ngày của anh cũng không tốn gì nhiều tiền hết. Như một ngày chỉ bán ăn bao nhiêu anh? Cái này cũng hơi xui, có khi được vài trăm, có khi được 1 triệu. Nhưng mà tích lũy. Dạ, nói như vậy tức là chị Diễm sẽ là người giữ tay hầm chìa khóa trong gia đình. Mà từ khi mà kết hôn tới giờ là hầu như anh giao hết tất cả những tài chính cho vợ anh quản lý. Anh chỉ biết đi làm thôi, rồi tất cả mọi thứ đều cho vợ anh làm hết. Anh chỉ là giống như là quân sư mình đứng kế bên, mình hỗ trợ thôi. Vậy thì mình có quỹ đen của mình.
Thôi hỏi kỳ quá. Em hỏi câu này anh không dám trả lời đâu. Cảm ơn em.